Đó chắc chắn là điều mà bạn chưa từng thấy, càng chưa từng ăn đầu của con kim cang hoang dã. Tuy nhiên người đàn ông trước mắt đã may mắn phát hiện đầu của con kim cang hoang dã. Vậy món ăn khó nhằn này rơi vào tay người đàn ông như thế nào? Đây là một cảnh có thật xảy ra ở một vùng quê thưa thớt dân cư, người đàn ông trước mắt tên là Ben. Anh ấy thích khám phá và thường tìm kiếm những câu chuyện kỳ lạ. Và sau khi biết được những điều kỳ lạ thường xuyên xảy ra trong một con mương ở một ngôi làng hẻo lánh, anh ấy đã vội vã chạy đến. Dân làng xung quanh chưa bao giờ dám bước chân vào nơi này, bởi vì người ta đồn rằng dưới mương thường có kim cang hoang dã. Mà điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi là mỗi khi vào ngày 15 âm lịch, chỗ sâu nhất của con mương sẽ có như tiếng con người, tiếng trẻ con. Và các sinh vật sống đi vào sẽ không bao giờ đi ra nữa. Tin đồn về kim cang hoang dã vẫn là một bí ẩn trong tâm trí mọi người. Nhưng Ben đã trải qua vô số chuyện, mặc dù anh ấy cũng không chắc liệu kim cang hoang dã có thực sự tồn tại hay không. Nhưng với tính tò mò, Ben dự định xuống mương để tìm hiểu. Không vào không biết, khi vào anh ấy đã giật mình. Bước xuống mương, Ben đã thấy rất kỳ lạ, con mương tưởng như không có gì liền nổi gió liên tục. Đoạn đường ngắn mấy chục mét khiến người ta có cảm giác như đi mãi không hết. Điều khiến Ben cảm thấy khó chịu hơn là dường như có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta ở mọi góc tường. Anh ấy đã tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì đặc biệt, nhưng anh ấy rất để ý chỗ này. Ben không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, hy vọng có thể tìm ra manh mối. Ngay khi Ben định bước sang bờ mương bên kia thì tai nạn xảy ra, một giọng nói anh chưa từng nghe trước đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh ấy. Anh ấy chắc chắn đây chính là con kim cang hoang dã mà dân làng nói, con kim cang hoang dã này cuối cùng cũng xuất hiện. Hình dáng kỳ lạ làm Ben hơi sợ hãi. Con kim cang hoang dã này đang nhìn chằm chằm anh ấy, hận không thể xé anh ấy thành từng mảnh ngay tại chỗ. Nhưng Ben táo bạo đến mức lao thẳng lên và tóm lấy con kim cang hoang dã trong tay. Và điều bất ngờ hơn nữa là anh ấy đã nấu con kim cang hoang dã này bằng dầu trong chảo và ăn nó. Vậy mọi người